Hello mọi người. Hello. Trời ơi, mọi người ơi. Đầu như thế là gọn nhất. Đi chơi dã ngoại là đẹp nhất mà không thể được. Đó. Mọi người thấy ghê không? 4:30 sáng mới đi chơi về. 4:30 sáng mới đi chơi về. Đó. Tiết kiệm. 4:30 sáng mới chơi về các bạn. Giờ này không ai gọi là đủ sức mà giận như em đâu. Đúng không mấy bà? Các bác thấy không? Ai mà sáng này ra ai mà cũng dậy như em chứ. Em mới ngủ được một tiếng rưỡi như mọi người. Đây mọi người thấy không? Với một cái ấy chứ. Mọi người luôn luôn đấy. Chờ em xíu. Mọi người luôn hỏi là sao tóc em suốt ngày bới tóc làm tóc mà vẫn dày. Đó, mọi người tưởng tượng đấy, là không thể có gì tự nhiên đâu mọi người. Đây. Với những người mà làm cái nghề này, các bạn mà model hay những người mà làm những công việc biểu diễn ấy, chị em thì không phải là model hay biểu diễn đấy, mà đi chơi nhé. Thì mọi người nhìn được cái lượng này. Thấy không? Mọi người đừng, nếu như mà mọi người hiểu này, với những người ấy, mà tóc ấy mà họ để góc độ là để qua đêm như này, đêm lịch
để tóc mà như thế này qua đêm thì sau sau một đêm cái tỷ lệ cắt rụng của họ rất cao ha. Đó, buộc cả bao nhiêu lớp chun nhé, để mà bạn Duy Anh bạn buộc cái tóc ngắn cho mình lên đỉnh đầu như này là phải vuốt kia khoảng bao nhiêu lớp ha. Đó, bây giờ mình chỉ các bạn cái cách gội đầu làm sao á. Đó, đó là cho cái tóc của mình này nó cứng đơ đều như này nha. Đó, đó, ok chưa? Vợ bình thường là mình hay gội cặp dầu gội ti di đỏ nhé. Bình thường mình hay gội cặp ti di đỏ. Nhưng mà vì cái tóc này này, hôm nay là cái tóc mà mình đã để rất nhiều dầu gội dầu xả nên mình sẽ gội cái cặp là cặp biotin chống rụng tóc nha. Ti di đỏ và biotin đều siêu mềm siêu mượt, tuy nhiên biotin là sẽ thiên về chống rụng tóc, còn ti di đỏ thiên về làm siêu mượt phục hồi đó. Nhưng mà làm rụng tóc phải dùng biotin nha. Một cặp biotin hình như 540.000 đang được giảm giá còn hình như 460 hay sao ấy. Đây rồi, rất là người chỉ những người sử dụng. Để ra đây. À, thầy muốn mà giới thiệu con của bà này nhé, mất thời gian cực luôn. Ok chưa? Thầy tôi phải quay các clip như này để nối và gội đầu phải quay clip mà để nối. Thì với những người nào muốn gội đầu này, mọi người nhìn này, lấy một lượng nước ấm xối mềm tóc. Đó, phải để tóc nó ướt nha, ướt mềm luôn này là à không đó. Bình thường á là mình gội cặp này, mình bình thường gội cặp này siêu mềm, một cặp này 770.000 nha, còn cặp này là 540.000. Cặp này á, là thành phần của nó là có biotin, vitamin đây, thành phần của nó đó. Bây giờ mình đầu tiên nha, với những người gội keo với những người mà tóc cứng đơ như mình ấy, toàn keo thì đầu tiên mọi người phải sử dụng dầu xả trước ha. Rất nhiều người là lấy dầu gội để gội nhưng mà mọi người nhầm nha, mọi người phải cho lượng dầu xả vào tay trước. Đó, đó, sắp hết rồi này. Đấy, cái tháng nào đi sự kiện nhiều là đi rằng cho dầu xả trước này. Mọi người cái chỗ này mình để nhiều keo này, cho dầu xả trực tiếp vào những cái vùng ha. Đó, phải cho dầu xả trực tiếp vào những cái vùng này bền gì, cho nó bao vào cái tóc mà có nhiều keo không. Đó, thấy không? Đó, nói chung là để gội cái quả đầu này là mình cũng phải tốn hơi nhiều dầu xả khi mà mình gội đó, tại vì tóc cũng đây dầu xả nha, bán một cặp đó cái đâu đấy này, tất cả hai cái chỗ mà nhiều keo đều phải xoa dầu xả vô. Thì hôm nay là đưa vào kiến mà đi chơi khu 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 chơi đó.
đây là tự gộp. Nhưng mà đa phần những cái lúc mà ấy cái gì? Cái gì? Cái gì? Lát nữa khỏi đón tôi. Bà Diễm bà đón tôi rồi. Ok rồi anh xin đó. Dầu xả dã man các bạn. Đó các bạn tưởng à. Đó, thấy không? Phải sử dụng dầu xả nha. Phải sử dụng dầu xả để làm bung cái gì không hiểu? Sử dụng dầu xả để làm bung lượng keo ở trên tóc ha. Mọi người á, cho dầu xả vào, thứ nhất là với những người mà đi làm cô dâu ấy, bới tóc ấy, là cái lượng mà người ta xịt keo vô tóc các chị ấy, nó cũng rất là nhiều. Đó, các chị có thể sử dụng dầu xả này, đó, thấy không? Cái này thấy không không? Mình sờ nó còn gọi là gì? Nó không ra được cái gì, gọi là cho nó mứt mát luôn, tại vì nó đang thấm vào những cái đợt keo trên tóc này này. Đó. Sau đó là gì? Đây. Đây, lược tóc dục này. Lược tóc dục người thấy không? Đây là cái tóc mà đã đánh rối nhé. Đánh rối nhé. Đó. Sau đó mình lấy nước mình xối. Xối sạch rồi bắt đầu mình gô nhé. Đó. Úi rồi. Nó tan hết cả cái dầu xả này, nó làm tan hết những cái keo ở trên tóc luôn. Đó. Tại vì đáy tóc nó cứng lắm. Đó. Xối hết nước nha. Đó, sau khi xối sạch đến màn gỗ chị mày xong hết rồi. Quảng cáo cho các bà còn hết nữa. Đó. Đó, thấy chưa? Khi mà mình đã cho dầu xả vào rồi ấy, để mình làm sạch được cái keo ở trên tóc vào rồi ấy, thì lúc này anh chị cho dầu gội vào này. Gội cực kỳ dễ. Đó, cực kỳ dễ dàng. Thấy không? Cái này 3 UT này mình bán hàng Mỹ nha các bạn.
Ba công ty mình bán hàng Mỹ chứ không phải là mấy cái hàng trôi nổi. Mấy cái hàng trôi nổi linh tinh đâu nha. Đó. Mình phải gọi hai lần nha mọi người. Tại vì là rất là nhiều keo. Xong mình xối nước nha. Xối nước lần 1 xong mình gội tiếp lần 2. Bắt đầu gội lần 2 này. Thầy luôn. Cùi bắp. May quá. Vừa đẹp vừa đủ. Thầy gội cái biotin này nhá, siêu mềm mượt. Siêu mềm mượt, siêu phục hồi, chống rụng tóc. Cái cặp biotin này cực kỳ nổi tiếng. Em phải biết cái cặp này là mười mấy năm rồi. Đó. Mọi người gội đầu này, người massage này. Để cho máu huyết lưu thông này. Đó. Cái chỗ này này, người lên xoáy vào này. Đả thông khí huyết này. Đó, thấy không? Mọi người ấy, mỗi ngày kể cả không gội đầu cũng lên dùng cái thịt tay này, mắt xa đầu. Đó. Rất là quan trọng bài mắt xa nha. Mọi người chịu khó mắt xa đầu để cho khí huyết lưu thông. Đó xong. Gội lần hai xối nước nha. Đó, đây là người. Cái tâm mà đánh dối với cả xịt keo như thế này ấy, mà không dụng tóc là nói dối. Nên là mọi người xem mấy clip trên mạng ấy, thì mọi người phải cẩn trọng. Không thể nào mình bảo là mình không dụng tóc được đâu. Nó sẽ là dụng bao nhiêu mà dụng nhiều hay ít nhá. Nên là với em ấy, thì với cái lượng đèn, với cái việc mà em suốt ngày em đánh dối rồi là em
mọi người thấy đây, đánh dối chị Keo đấy. Và mỗi một lần đánh dối chị Keo thì để khoảng 15 tiếng. Tại vì là cái đặc thù công việc ấy là đi show về xong là đêm rồi, nên là em còn đi nhậu nữa, nên là em không có dạy gì, em về em đi em gội đầu cả. Nhớ nó bị sập hầm cái thì chúng nó vỗ tay à. Đó, khổ ghê vậy đó. Đó, đây, dầu xả để vào đuôi tắt tay. Đó, thì khi sử dụng bộ BOT này này mọi người, mọi người mà đi chụp hình đám cưới nhiều quá, đó, mọi người bị rụng tóc nhiều thì dùng cặp này là đúng luôn. Đó, mọi người đừng cho dầu xả vào chân tóc nhé, bởi vì cho dầu xả vào chân tóc là vô hình chung là thúc dụng. Đó, ok chưa? Đấy mọi người nhìn này, tại sao mà tóc em khỏe? Ở góc độ là đánh dối tạo kiểu nha. Cái gì bà? Đánh dối tạo kiểu này mà nó vẫn ra tương đối tóc này, nó vẫn dụng nha. Cái này là do đánh dối, chứ còn bình thường tóc em không có dụng. Vì mọi người đánh dối, người ta đánh dối này xong người ta bới lên để người ta tạo phòng cái chân tóc, thì hiển nhiên cái việc ấy mà mình sẽ khi gội đầu ấy, mình sẽ có một vài cái sợi tóc nó bị rụng là chuyện rất bình thường. Chứ vậy như người ta ngồi, người ta quay clip, người ta nối lại cho các chị, xong người ta bảo là không rụng, không đụng, ai gội đầu cũng sẽ rụng tóc. Tại vì sợi tóc nó giống như con người ấy, già đi sẽ phải rụng, nhưng mà có những sợi tóc mà nó không già vẫn bị rụng. Sợi tóc mà nó vẫn còn đen nhiều, rồi nó vẫn còn cứng nhiều, vẫn rụng là bởi vì là cái trong cơ thể mình nó không đủ chất để mà cung ứng cho tóc, tóc có dụng nhiều. Nên việc em vừa kết hợp ăn hà thủ ô dùng dầu gội đầu ha, nó sẽ giúp cho tóc của em nó như vậy. Chứ còn mọi người thấy ấy, nếu như mà không dưỡng bằng biotin này, hay là TG đỏ, hay là ăn hà thủ ô ấy, thì có lẽ là em chọc lâu với cái việc mà đi làm như vậy. Tôi là xối tóc là xong. Đó, đâu. Mọi người rối kỹ luôn nha. Chỗ này đau đá mà gặp tâm đâm vào đầu.
Đó, xong. Thấy không? Xuống sạch sẽ rồi nha. Mọi người gội đầu đi, gội nước lạnh. Đó. Cặp này nha, dầu gội biotin tím ấy, cực sướng. Đó, những bà nào, ông bà nào bị rụng tóc. À, cặp biotin này này, hình như Nhung nhà em ấy, nó có cho bán này. Nên anh nào bị rụng tóc chỉ mua hộp dầu gội thôi. Tại vì là dầu xả ấy, cái mà tóc ngắn ấy, đàn ông tóc ngắn đâu có xài. Nên là khi mà các anh ấy mà mua dầu gội biotin, có những anh đàn ông cũng bị rụng tóc ấy, hoặc các chị mua cho chồng ấy, thì mua một chai dầu gội không cũng được nha, nhưng mà phải nhắn tin cho bên em thì em báo giá trên không có nhớ rõ. Thì cặp biotin này này để điều trị rụng tóc cho những người rụng tóc và siêu mượt nha, dầu gội biotin siêu mượt đó. Còn dầu gội ti di đỏ này, này là nó phục hồi hư tổn nha. Chị nào mà mặc cái này thì siêu thơm, cái này giữ giữ mùi hương thơm lâu hơn cỡ khoảng 2 ngày nha. Bởi vì với những người mà da dầu như em, đầu da dầu là chỉ 2 ngày là thơm nồng nặc hương bắc. Còn cái này này, vì nó công năng của nó là chống rụng tóc nên cái độ mà bám hương của nó chắc chỉ 1 ngày 1 ngày rưỡi với những người da đầu của mình mà bị dầu như em nha. Còn những người mà không dầu thì không nói đó. Đây đây, lượt tóc rụng ra. Đó, ra. Đây, tất cả lượt tóc rụng ngày hôm nay nha. Thì thực tế là để mà tóc nó không rụng ý, thì mọi người phải sử dụng từ biotin là dầu gội, đến việc mọi người phải sử dụng đến cái gọi là cái hàng thủ ô. Đó nha, mọi người mua hàng đi đây em nha. Kể cả gặp biotin em cũng bán một dầu gội, một dầu xả riêng được nha. Bởi vì tại vì sau này tách ra bán, bởi vì có khách đàn ông người ta thích. Đó, ok là được không? Nhiều người á hỏi là làm cái gì răng trắng, thì em muốn tâm sự mọi người này, em dùng cái bột này này, dùng cái bột này để chắc chân răng, trắng răng nha. Đó, cái này thì em đã dùng đến sang này năm thứ ba rưỡi rồi. Nó là bột nó là bột này, lấy bột rượu bột thành răng lên đây đánh à. À. Đừng chênh luôn. Cái này của Hàn Quốc nè. Có thấy không? Bốn cho hoa chục cành nhé.
bột đánh răng này này cực trắng, cực bóng răng. Và cái này sạch lâu lắm. Ví dụ các chị đánh vào buổi sáng này, đến chiều tối, đến chiều tối cái răng vẫn bóng lửa là mình này. Bóng lửa cái gì này. Dùng bột đánh răng này không mời đi nha sĩ luôn. Không lấy chân răng luôn. Lấy cao răng luôn, quên vào chân răng khổ. Răng em này, một răng xứ ơi, hai răng xứ ơi, một im lăng nhá. Còn lại răng thật nhá. À, thấy không? Mọi người á, nhìn những người làm răng xứ mà người ta quảng cáo đánh trắng răng là không đúng đâu. Nhưng mà vì do em ấy, cái công việc của em làm răng xứ từ 10 năm trước rồi nha. Nhưng mà mọi người phải nhìn cái răng thật của em, cái màu răng thật này đây ha, răng xứ 1 này, 2 này, 3 này. À, thì mọi người nhìn những cái răng bên cạnh. À, ai làm nha sĩ nhìn là biết răng thật này. À, thấy không? Răng thật này, răng thật này, nhìn này. À, nên mọi người, em dùng bột đánh răng này này, em bán thì em xài đó. Em dùng cái bột đánh răng này là đến bây giờ 3 năm rưỡi rồi. Nhược điểm của nó này, say rượu đừng dùng. Bởi vì khi chị mà lấy cái bột đánh răng này này bằng cái bàn chải này, nó là bột, nếu chị để nó dùng nước vô nó sẽ bị vón cục nha. Nên các chị khi bị say rượu đừng dùng. Đó, say rượu thì em dùng cái này. Đó, cái này của Mỹ. Đó, 175.000 tuyết này. Thì hầu như là buổi sáng em xài cái này, à buổi tối em xài cái này. Xong sáng người ra thì mình có ăn uống gì đâu. Sáng người ta đánh sạch đánh cái này, nhưng mà nó bóng lắm. Vì mình đánh cái kia nó bóng lắm. Nên là mọi người mua liên hệ em cái kia của Hàn Quốc nhé. Thôi bây giờ em đi chơi đây. Bye bye cả nhà, và mua kem chống nắng đấy.